Ngày 1 tháng 4, gia đình vô cùng thương tiếc báo tin nam nghệ sĩ Đặng Trần Thụ đã qua đời vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày. Lễ viếng sẽ được diễn ra từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 45 phút ngày 6 tháng 4 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Hiện tại, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa và chia buồn sâu sắc với gia đình NS Đặng Trần Thụ. Nghệ sĩ Đặng Trần Thụ là diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt. Ông sinh năm 1939, quen mặt với khán giả qua loạt bộ phim truyền hình khá nổi tiếng. Ông bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi thi đỗ đoàn kịch Trung ương, nhà hát kịch Việt Nam nhưng bị gia đình phản đối. Mãi đến năm 60 tuổi, ông lại một lần nữa bén duyên với nghiệp diễn. Bộ phim đầu tiên của ông là Họ Mãi Là Đồng Đội. Sau đó, ông góp mặt trong hàng loạt bộ phim như Nấc Thang Mới, Âm Sắc Của Màn Đêm, Chủ Tịch Tỉnh, Lóc Nóc Nàng Dâu, Bản Di Chúc Bí Ẩn. Được biết, nghệ sĩ Đặng Trần Thụ là người bạn khá thân thiết của NS Trần Hạnh lúc sinh thời. Cố nghệ sĩ từng chia sẻ câu chuyện một lần đang đi với nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh ở ngoài đường, chợt có người chỉ vào ông nói, ông này chuyên đóng vai sướng, rồi chỉ vào bác Trần Hạnh bảo, còn ông này chuyên đóng vai khổ. Nghe xong câu ấy, cả hai nam diễn viên kỳ cựu đều bật cười. Đúng là như vậy, Đặng Trần Thụ cái tên không còn quá xa lạ với khán giả Việt thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình. Ông thường xuyên đóng các vai diễn sướng trong nhiều bộ phim, nổi nhất là vai Chủ Tịch Tỉnh. Bộ phim Chủ Tịch Tỉnh do hai cha con đạo diễn Bùi Huy Thuần và Bùi Quốc Việt làm đạo diễn, phát sóng vào tháng 6 năm 2011 và kết thúc tháng 8 năm 2011 trên kênh VTV1. Đây là bộ phim chính luận đề cập đến những vấn đề nhức nhối của xã hội như nạn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, đồng thời xây dựng hình mẫu Chủ Tịch Tỉnh trong thời kỳ hội nhập. Nghệ sĩ Đặng Trần Thụ vào vai Tuyến góp phần tạo nên thành công cho bộ phim. Chủ Tịch Tỉnh đã nhận bằng khen cho phim truyền hình giải thưởng Cánh Diều năm 2011. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, cả showbiz Việt đã vô cùng bàng hoàng, đau xót khi nghe tin nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh qua đời. Ông nổi tiếng với các vai diễn và rất được khán giả nhiều thế hệ yêu quý, như ông bí thư đảng ủy trong phim Làng Nổi, bố An trong phim Chuyện Cổ Tích Tuổi 17, bố Lài trong Tướng Về Hưu, ông Khiển trong phim Người Cầu May, ông Lâm trong phim Chiếc Bình Tiền Kiếp, bố Mai trong phim Hãy Tha Thứ Cho Em. Nhiều khán giả nhớ đến ông vì hình ảnh khắc khổ nhất màn ảnh Việt. Danh hiệu kỳ lạ đó lại là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ đã suốt đời gắn bó với những vai chính diện, khổ cực nhưng trong sạch và thiện lương.